khởi động, bao gồm 6 câu hỏi với chủ đề về thông tin kinh tế, thị trường chứng khoán, kiến thức chuyên ngành. Hình thức thi, ban tổ chức đọc câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm gồm 4 đáp án A, B, C, D. Các đội tham gia chọn đáp án đúng nhất và nhập đáp án vào phần mềm do ban tổ chức cung cấp. Thời gian 30 giây trên một câu. Cách tính điểm, đội thi có đáp án đúng và sớm nhất sẽ nhận được 15 điểm. Đội trả lời đúng và nhanh tiếp theo sẽ nhận được 10 điểm. Đội trả lời đúng sau cùng nhận được 5 điểm. Nếu trả lời sai thì đội sẽ không nhận được điểm ở câu đó. Những đội không đưa ra được đáp án thì tương đương với trả lời sai và sẽ không nhận được điểm. Tổng điểm tối đa sau vòng 1, 90 điểm. Và như vậy thì các đội của chúng ta cũng đã nắm rõ về thể lệ của phần thi đầu tiên. Và bây giờ để cổ vũ tinh thần cho các đội, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, và hơn hết thì hiện tại Quang Đức cũng như là Kim Anh cũng đã thấy được sự sẵn sàng của các đội thi. Có nhắc thẳng chúng ta đã sẵn sàng, các bạn khán giả chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu sẵn sàng thì chắc là trong quá trình thực tế hơn nữa. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép tuyên bố vòng thi khởi động, xin được phép bắt đầu. Câu 1 có nội dung như sau. Địa danh phố Wall nằm ở tiểu bang nào của nước Mỹ? A. California, B. New York, C. Florida, D. Washington. Còn 15 giây. Lưu ý là các bạn vẫn có thể thay đổi đáp án của mình khi thời gian còn các bạn nhé. Hết giờ. Và cả ba đội chúng ta đều chọn đáp án B, đó chính là New York. Và đáp án của ban tổ chức của chúng tôi đó chính là đáp án B, New York. Xin được chúc mừng cả ba đội thi. Và xin được chúc mừng Fima trả lời nhanh nhất được 15 điểm, Seoul được 10 điểm và Fashion của chúng ta sẽ được 5 điểm ạ. Và câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính đã bán khống 10 tỷ bảng Anh, khiến nước Anh thiệt hại khoảng 3,7 tỷ bảng. Ngày này được mệnh danh là ngày thứ tư đen tối. Ai là nhân vật đã gây ra sự kiện trên và được biết đến như là người phá hủy ngân hàng Anh? Đáp án A, đó chính là David Brown. Đáp án B, Peterli. Đáp án C, Livermore. Đáp án D, Charles Soros. Và xin mời các đội chúng ta đưa ra đáp án của mình. Còn 10 giây. Hết giờ rồi ạ. Và đáp án của ba đội đều là đáp án D. Đáp án của ban tổ chức cũng là đáp án D. Xin được chúc mừng ba đội. Và với câu hỏi thứ hai thì đội Seoul mang về 15 điểm, đội Financial Fashion mang về 10 điểm và đội Fima mang về 5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Theo báo cáo chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USET thực hiện, thì tỉnh nào ở Việt Nam dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017? A. Cần Thơ, B. Quảng Ninh, C. Đà Nẵng, D. Vĩnh Long. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta quan sát thì quý vị có thể thấy là các đội thi của chúng ta đưa ra rất là nhanh. Điều này có thể thấy là các bạn đã chuẩn bị đến với điểm chung kết với một tâm thế sẵn sàng và trang bị cho mình kiến thức rất là chắc chắn. Và hy vọng rằng là các đội thi của chúng ta cũng sẽ vững vàng như vậy để có thể đưa ra những đáp án của những câu hỏi tiếp theo. Hết giờ rồi ạ. Xin mời đáp án của ba đội. Wow, đã có sự thay đổi về đáp án của quý vị. Một đáp án B và hai đáp án C. Chúng tôi xin được mời đáp án của ban tổ chức. Đáp án B, Quảng Ninh. Và với câu hỏi số 3 thì chúng ta thấy là chỉ có mỗi phim mang về được 15 điểm. Xin được chúc mừng các bạn và các đội còn lại chúng ta cố lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Trong lý thuyết trò chơi áp dụng trong kinh doanh có 5 yếu tố làm cơ sở chung cho tất cả trò chơi, gọi chung là BASS. Chữ S trong BASS có nghĩa là gì? A. Strategy, B. Statement, C. Summary, D. Spot. Các đội chúng ta còn hơn 10 giây để có thể cân nhắc trong việc đưa ra đáp án của mình. 5 giây cuối cùng. Và hết giờ. Đáp án của các đội như sau: 2 đáp án C và 1 đáp án D. Một lần nữa Fima một mình một lựa chọn một đáp án khác so với hai đội còn lại. Đáp án của ban tổ chức chính là Scott. Và câu hỏi thứ tư, và chúng ta sẽ đến với câu số 5 có nội dung như sau. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau: hợp đồng tương lai Bitcoin được chính thức giao dịch sớm nhất trên sàn giao dịch nào? A là TSE, B là NASDAQ, C là CME và D là CBOE. Các đội đã đưa ra đáp án rất nhanh và các bạn vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Hãy thảo luận thật kỹ để có thể thay đáp án chính xác vào những phút cuối, vì đó vẫn là cơ hội để các bạn giành điểm và thu ngắn khoảng cách giữa các đội với nhau. Hết giờ, đáp án của ba đội như sau: 2 đáp án A và 1 đáp án B, và đáp án của ban tổ chức đó chính là đáp án D, CBOE. Xin chia buồn cùng với ba đội, như vậy là các bạn không ghi được điểm ở trong câu hỏi này. Và câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 6. The Wealth of Nations is a popular book written by the Scottish economist Adam Smith. This book mentions a new theory affecting to flexible working class economists. What is the name of the theory? B. Game Theory, C. Invisible Hand, D. Wall of Judgment. Chúng ta còn 10 giây để có thể cân nhắc và đưa ra đáp án. Hết giờ, đáp án của ba đội như sau: 3 đáp án C đó chính là Invisible Hand. Đáp án của ban tổ chức là đáp án C. Xin được chúc mừng cả ba đội. Và với câu hỏi số 6 thì đội Financial Fashion đã mang về 15 điểm, đội Wall mang về 10 điểm và đội Fima mang về 5 điểm. Như vậy là vòng thi đầu tiên với 6 câu hỏi khởi động đã khép lại, và chúng tôi xin được phép công bố số điểm của ba đội chạy sau vòng thi thứ nhất như sau. Thưa quý vị, và chúng ta đã thấy số điểm của các đội ở phía dưới màn hình. Tạm dẫn đầu sau vòng thi khởi động, xin được chúc mừng đội Fima với 60 điểm. Dự thứ hai xin được chúc mừng Wall với 35 điểm. Và ở vị trí thứ ba, 25 điểm đã thuộc về Financial Fashion. Và các bạn cố lên bởi vì chúng ta vẫn còn tới 2 vòng thi nữa để có thể lội ngược nhau và giành được cúp quán quân của đấu trường tài chính năm nay, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Hiện tại thì chỉ mới là vòng thi khởi động thôi và kết quả này cũng chưa thật sự phản ánh nhiều đâu. Cho nên là chúng ta hy vọng rằng ba đội thi của chúng ta cũng sẽ lấy lại tinh thần và thể hiện mình nhiều hơn trong 2 vòng thi tiếp theo. Và cho phép Quang Đức cũng như là Kim Anh có thể đến gần hơn với các đội thi để chúng ta giao lưu một xíu, thả lỏng tinh thần để chúng ta có thể đến với lại các vòng thi tiếp theo có thể xuất sắc hơn nha.